Ngày hôm nay Hiển cho Phó biết và quyết định là mần ăn lớn bữa. Lên quyết định lên rồi lên tôi biết luôn. Hai cái ghế cho hai ông bà già có nghĩa là quay qua quay lại được. Ờ đó, thì bên đây nè, muốn nhìn vô thì như vậy, nhìn ra thì như vậy. Wow, đẹp thiệt. Wow, phòng tắm rộng rãi. Ôi ôi. Cái phòng tắm không đã rộng dữ lắm luôn rồi. Ôi còn khỏe. Xanh mặt cái trời sao vậy? Cắt cái môi vô, cái môi nó sạch. Cắt. Xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Chơi Chơi Vlog nha. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì sáng ngày hôm nay Hiển và Phó Bếp đang có mặt tại trung tâm của thành phố Sydney. Ngày hôm nay Hiển và Phó Bếp quyết định là mần ăn lớn bữa. Là mình với Phó Bếp đang đi ra cái hotel Amura Hotel nè. Cái hotel này nó có 34 tầng nha các bạn, có 415 phòng. Làm gì làm kệ nó. Lên quyết định lên rồi lên tôi biết luôn. Đó là top nhất của cái hotel này luôn. Mình lên cái tầng 34 luôn hả. Vừa qua chính phủ ở tại New South Wales này các bạn, trong cái mùa dịch đó, họ muốn khuyến khích cho cái nền kinh tế nó phát triển mạnh lên đó mà, thì họ mới gửi những cái voucher để cho mình đi chơi. Như Hiển với Phó Bếp và Family mà có con dưới 16 tuổi thì họ cho được 250. Còn những đứa lớn mà trưởng thành thì mỗi đứa được 50. Nếu các bạn xem clip này mà các bạn muốn Hiển với Phó Bếp review thêm những cái hotel hay là những cái sự kiện nào đó, các bạn cứ mạnh dạn comment, bình luận ở bên dưới. Rồi Hiển với Phó Bếp sẽ cố gắng thực hiện. Đó, và bữa nay quyết định là chơi lớn đó nha. Các bạn nhớ vô like, subscribe và share để ủng hộ Hiển với chơi với Phó Bếp nha. Đây là cái kha phạt của cái hotel. Nếu mà mình tự chạy vào á, mình sẽ trả 57 đồng cho một ngày. Còn nếu như mình để cho cái valet họ chạy vô thì họ tính mình 10 đồng thôi, là 67 đồng. Có nhiều cái khách sạn, cái phòng đậu xe, cái phạt kia nó rất là nhỏ. Dạ. Yeah. Cho nên họ sợ, họ không quen á. Dạ. Cho nên đưa cái chuyên nghiệp họ đậu. Họ ở trong này họ lái xe quen, bây giờ quen, họ chạy rất là chuyên nghiệp. Thì theo mình biết cái hotel này nó có đầy đủ luôn nha các bạn. Có ba, có đủ thứ, cái phòng làm đẹp rồi, nó có hồ tắm rồi cho mình. Bây giờ mình lên nhận phòng nha các bạn. Hiện tại là Phó Bếp cũng nôn lắm, khoái lắm rồi. Đây, mời các bạn nha. Khách sạn này là nó có 34 tầng mà khoảng 415 phòng. Đó, từ tầng 30 trở lên đó là thuộc về VIP, là VIP đó. Đó. Ủa chị mình ở phòng mấy vậy? VIP biết luôn hả? Mình 35. Ở đây mình đứng đây mình chờ, nhưng mà có người đem đồ lên trên cho mình luôn. Khi mình tới cái phòng ở phía ngoài để mình check in đó. Cái phòng của mình là 3412. Hai ngay đây luôn rồi nè. Ừ, sao lẻ vậy? Yeah. Đó. Hello. Bây giờ review cho các bạn xem chút xíu cái phòng VIP nha, VIP. Đó, ở trong này lại có trước tiên là chai rượu chát rồi đó. Có hai hộp chip. Cái này là bánh chocolate đồ linh tinh. Coi hộp tủ có gì không? Wow. Ủa, đẹp vậy. Cái này là những chai rượu mà cái loại nhỏ cho khách ta hàng ai cần thì cứ uống. Ủa mà uống được không? Được, người ta tính tiền thôi. Đó, cái này ly tách để uống cà phê. À, Amura Hotel nè. Amura, đây là một cặp nha, cái gì cũng cặp hết á. Đó, các bạn thấy đẹp không? Cái này là ly uống rượu nè, một cặp đây, luôn. Để rồi, để lên đây chứ. Đó, đúng là đồ hiệu có khác ha. Còn cái này gì đây? Ấm không nước. Có gì hết, ấm nước để nấu nước thôi. Bên đây là chắc là cái tủ lạnh nhỏ. À, trong này có nước. Có một chai rượu nữa, rượu trắng, chai nước tăng lực, hai chai nước suối, một ít lon nước ngọt. Ủa cái này mình uống mà trả tiền không? Dạ có sự nợ, trả hết cái gì cũng đợi. đây có một số trà với cà phê, trà Lipton rồi nha các bạn. Cái này free, cái này không có tính tiền. À, cái này không tính tiền. Còn cái phần này là bảng giá, những cái thứ đồ ăn đủ mình uống đó, mình dùng những cái thứ trong này nha. Rồi bắt đầu mình lấy cái viết mình ghi vô chỗ đó. Vô đó, ở đây có ổ điện cho mình ghi nấu nước. Rồi bây giờ tới cái tủ nè,
Wow, đẹp quá, vừa mở lên là đèn cháy liền nha các bạn. Ô máy sấy tóc nè, gặp hiển trời trời là xài cái này là tốt đó. Trời đất ơi. Đây là hai đôi dép. Đôi dép cũng hiệu luôn nha. Để cho mình ngủ, mình đi tới đi lui trong phòng đó. Cái này là cái bao để đựng đồ linh tinh của mình khi mình thay ra. Đây là bộ đồ ngủ cho ai thích mặc thì mặc. Đây có cái tủ sắt để mà đựng đồ vật cá nhân là quý giá đó. Đó, đầy đủ hết. Trong này có cái gì không? Không có gì cái hết. Cái này cái hộc tủ không để cho họ để mình đựng đồ linh đây, tinh. Đây, con không biết nào lắm cái coi. Cái này quan trọng nhất. Hey. Rồi, bên đây có cái bàn nhỏ, một cái điện thoại. Không, mấy cái hộc tủ này hộc không biết không để cho mình để đồ. Thường thôi. Thường mấy cái này là họ để trống gì cho mình đựng đồ thôi chứ họ đâu để gì trong này. Cái phần này cho TV với stereo đồ, ai có cần xài thì xài, mình đút những cái dây stereo, dây hình đồ này kia vô luôn. Mấy cái ổ sạc điện thoại đồ có luôn, nó sẵn sàng hết rồi. Hai cái ghế cho hai ông bà già, có nghĩa là quay qua quay lại được. Ờ đó, thì bên đây nè, muốn nhìn vô thì như vậy, nhìn ra thì như vậy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó sâu ở dưới. Đó. Nhìn ra cái vịnh được kìa. Wow, đẹp thiệt. Những người mà bị cách ly cái mùa dịch á thì họ đưa vào những cái khách sạn như thế này nè, 5-6 nha, mà phải ở trong này tới 2 tuần luôn đó. Dạ, cái khách sạn này nha các bạn, là trước đây là họ tổ chức cho những người mà cách ly ở đó, rồi họ cho ăn uống đồ này kia luôn. Cái thời gian lúc đầu á là ở nước ngoài mà trở về đó là cách ly là chính phủ tài trợ cho luôn. Sau này đó là nghe nói hình như phải trả là 3,000 đó mỗi một người. Có những người mà họ đi mà ngoài ý muốn đó thì họ phải trả tiền. Trả tiền. Đó. À, cái phòng tắm là cái mà quan trọng mà cũng là cái cuối cùng của cái ngày hôm nay mình review cho các bạn xem đây. Bước vô cái phòng tắm các bạn thấy là nó có bên đây là cái spa để mình nằm mình tắm nè. Đó, khăn đồ này kia đầy đủ, nước nóng lạnh nha. Cái này là mình tắm đứng nha các bạn. Đây là cái chỗ làm đẹp. Đó. Đây ở trong này thì họ để cho mình hộp giấy nè, rồi xà bông, lotion, kem đánh răng không? Không, lotion. À, lotion thật đó. Còn cái phần này là gì đây? Cái đồ chụp cái tóc. Hai cái khăn nhỏ để lau mặt. Cái nào cũng trắng đẹp. Đó. Đây các bạn thấy không? Nhiều khi ngồi mà bí mà làm không được hay vấn đề mà này kia nó khó chịu á, kêu điện thoại kêu người ta lên người ta cũng giải quyết cho. Đó. Bị ém á. Nó hay vậy đó. Cái này á là khi mà mình rời khách sạn đó, mình muốn người ta dọn phòng á thì mình để cái bảng màu xanh lên. Còn mình nếu mà mình không muốn á thì sẽ máng cái này rồi. Là người ta sẽ biết, mấy người nhân viên họ sẽ biết, họ sẽ tới. Họ không vô đụng cái phòng của mình. Nói mày họ sẽ làm. Để cho nó có cái sự riêng tư đó. Bây giờ là mình lấy cái phòng này gọi là cái phòng master luôn đó. Cái hồi nãy là chỉ là đơn giản thôi, cái này mới là dữ dằn nè. Hello. Phòng này quá rộng. Wow, có phòng khách đồ này kia nữa luôn nè. Dữ thiệt nha. Wow. Ủa, cái phòng ở bên kia không có cái vụ cái máy cà phê này vậy? Mình vô cái phòng ngủ trước đi. Trong này thì nó rộng rãi hơn cái kia, cái là trong cái phòng ngủ này là toilet phòng tắm luôn, dính liền luôn. Quá rộng ha. À, không có hai cái ghế giống như phòng kia, nhưng mà ở đây là nó được con cái là thêm có cái bàn với cái đôn để mình ngồi. Ờ, cái này nó không nhìn được hai phía nè. Trời ơi, cái này nó đẹp. Đẹp còn hơn ở bên kia nữa. Trời ơi, nhìn thấy ở bên kia người ta làm công chuyện ở bên cái sân thượng mà còn tuốt ở dưới đó. Đẹp thiệt chứ. Dữ dằn thiệt ư. Lên rồi, hiển trời trời lên luôn rồi. Quá trời đẹp cái luôn. Bên kia thì mình quay cái góc hướng bên kia đó. Bây giờ mình review thử coi cái tủ có gì nè. Đây cũng giống như bên kia. Dạ, cái hộc tủ để đựng đồ linh tinh đây đó. Bên này mới đúng là một cặp đây nè đó. Nãy kia có một cái là hơi buồn, không chịu một cặp nè. Không chịu đó, hai đôi dép. Thấy cái này thì nó cao cấp hơn ha. Wow, phòng tắm rộng rãi. Cái phòng tắm không đã rộng dữ lắm luôn rồi. Đồ, nó có cửa sổ luôn, cái view quá trời đẹp nhìn. Cái này, cái này xả nước cho đầy, rồi nằm đây, rồi. Nhìn ra đó. Đồ, có lý à, có lý à, cái vậy mới là tận hưởng đó.
Vậy mới là tận hưởng. Bây giờ đó, lát nữa đi xả nước cho đầy đi rồi nằm đây rồi uống. Ơi bên kia nó bổn dòm quá. Thấy không? Thấy. Mình kéo cái này xuống, nó có cái đồ để mình kéo xuống. Còn bên này là phòng tắm đứng nè. À, đó. Đẹp quá, phòng này nó đẹp hơn cái kia quá nhiều. Cái xin cũng hai cái riêng đó ha. Ồ. Đẹp quá đẹp. Thì cũng xà bông rồi cũng lotion rồi cũng. Nhưng mà nó lên một lên bậc chút. Nó lên một bậc cái cao cấp hơn một bậc. Cái chai lotion nó khác một chút. Đó. Đây, cái này là đồ đạc mình để đây. Đồ khi dơ thay ra đồ này kia mình có chỗ mình để, hoặc là có ngầu để mình thay đồ luôn cũng được. Đó. Lột dài rồi ha. Đó, có gì cái bàn để ngồi làm việc luôn. Phải vậy mới được á. Đúng rồi, cái này giống như nó có cái family room luôn. Ủa sao tới 2-3 cái toilet như vậy? Đúng ha. Cái bên kia một cái, bên cái toilet này là riêng ở phía ngoài, còn toilet kia là trong phòng ngủ. Có thể là Khoan, hỏi gì vậy? Ngủ có ngái không? Nếu mà ngái là ra một cách đây ghế. Phẻ, cái vụ đó phẻ. Ngái là bẩm sinh mà. Đó. Nếu ngái ra đây. Đây trong đây cũng có mấy chai rượu nữa, mà cái chai rượu đỏ này chắc nó cũng hơi cao cấp hơn chút quá. Còn cái này thì free. Đây bây giờ mình pha luôn. Họ để trong này cho mình 9 hũ cà phê. Yeah. Rồi bắt đầu mình pha thử một ly cái. Bây giờ để vô. Nhấn xuống, đóng cái này lại. Bụp rồi. Nửa nước thôi. Hay quá. Ê cái này mình về mua cái máy vậy được rồi ta. Rồi bây giờ mình để đường, mà đường không có ấy, đường thuốc à. Rồi để vô đây, đường bọc đủ không? Bọc không? Bọc thôi, bọc không? Rồi coi thiếu sữa. Rồi để nữa, cái này sữa. Đâu thử cái coi nó có tuyệt chiêu không? Một lát nó pha ly sao chắc thay nguyên nước quá. Ít vậy ít nước cũng đặc quá. Quá trời ngon. Nó ngon. Ngon thiệt chứ. Ngon dữ thiệt á. Nó thơm thơm cái mùi gì á. Mùi nhang á. Mùi nhang. Quá khá là ngon các bạn, quên mời các bạn nữa. Đây là cái ba nha các bạn. Ở đây có ba, có rượu rồi mình được uống không? Ở đây là đồ ăn, đồ này kia mình cũng phải trả tiền luôn. Cái này là cho những cái công ty rồi kia mà họ muốn họp mặt hay là có tổ chức sự kiện rồi kia đó các bạn. Đã như nghe nói tới có mấy phòng giống vậy lận đó. Dạ. Yeah. 10 phòng lận đó. Có 10 phòng meeting giống vậy đó. Dạ. Yeah. Kìa có người ngồi meeting bên kia rồi kìa. Đó. Đó. Hello. Hello. Ở đây mình thấy có rất là nhiều phòng, phòng như thế này. Đó, cái phòng này đang mở cửa kìa. Cái phòng meeting này mà vô đây mà đứng à. Kính thưa, kính thưa. Cái thằng bầu phòng vô, ông ơi hết giờ rồi đi ra. Nó thưa hoài. Cái này là cái bảng họ để như vậy, bình thường mình thấy như vậy. Nhưng mà khi mà cái công ty nào mà nó có cái tên á, họ sẽ để lên đây. Đừng cho nhân viên họ tới, họ biết để họ vô chứ nó có 10 phòng. Yeah. Đó, mỗi một cái phòng nó có một cái tên riêng của nó nè. Internet, phòng internet, phòng làm việc. Cái phòng này là để cho những người mà cần những máy tính rồi nghe các bạn. Vô đây họ sử dụng đó. Thì mình thấy trong này cũng được 3-4 cái máy tính nè. Đó, nó có internet đồ này kia. Hay quá, hấp dẫn quá. Ông chủ không biết chữ. Bên hotel này nó có nhiều cái bằng của giấy khen đó các bạn. Nó cũng đọc nhiều giải á. Cái này 2006 cũng có nè. Nó để từng năm kìa. Bây giờ mình đang lên tới tầng thứ 3 nha các bạn. Thì ở đây nó có spa, nó có hồ bơi, rồi nó có cái phòng gym để cho tập exercise, thể dục được luôn. Cái spa cuối tuần nó đóng cửa rồi, cho nên có thể mình đi mấy cái khác. Ở bên này thì nó có bán mấy cái đồ cho người ta xài cho cái spa đó. Đây, bây giờ mình vô tập gym trước đi. Oh. Cái đó mấy ký, cái đó mấy ký. Cái này tập cái chân không à? Còn khỏe. Xanh mặt cái trời sao khỏe. Mặt mày xanh lè xanh lét đó khỏe. Cắt cái môi vô cái môi nó sạch. Cắt luôn.
ở đây khi nào mình tập mà mình thấy khát nước thì qua đây mình uống. Đây nè, nó có sẵn sàng đây nè. Cảnh biết bếp, ở ngoài đó cái view đẹp quá trời. Wow, trời ơi, giờ mồ sái cổ luôn á. Không thèm chạy nữa, lại đây coi cái view. Quá xá là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình review cho các bạn xem. Cái này là cái jacuzzi để xuống để mà mình sưởi bột á. Có cái steam room là cái phòng để mà tắm hơi. Còn đây là cái hồ bơi. Mình sẽ review từng cái cho các bạn xem nha. Cái này là cái phòng tắm hơi. Để nó khỏe đó. Rồi, mình vô luôn. Vô luôn. Đó, các bạn thấy không? Đá nó họ thổi cái ga vô đá, cái đá nó nóng đó. Đây nè, nó nóng lắm đó nha các bạn. Giống như một cái sưởi á, cái sưởi nó làm không có đỏ nha. Nhưng mà nó rất là nóng á. Đụng cái tay vô phỏng à. Phỏng á. À, bây giờ mình xuống đây mình bơi chút nha các bạn. À, các bạn thân mến, thì sau khi review một vòng cái hotel Amaro rồi kế tiếp là mình review cái hồ tắm rồi steam rồi này kia ha. Đó, bây giờ là mình đi kiếm cái gì ăn. Rồi sẵn rồi đi một vòng rồi có gì mới lạ review cho các bạn xem tiếp nha. Mới bơi xong cái tóc còn ướt chứ nè. Mình sợ đi ra ngoài bị trời mưa đó, cho nên mình mượn nó vài cái dù để mình đi. Dù này là dù ở trong cái hotel nha các bạn. Là mình lấy đem đi ra ngoài, ai thích thì có thể cầm đi luôn. Mình đang đi tới một cái quán ăn của Nhật các bạn, cái tên nó là Tenko Mori đó. Nó nè, Tenko Mori mà cái chữ Âu á, là nó lễ giống như cái dĩa mì vậy đó. Đúng vậy, rồi giờ mình đã bóc, nó là mình, mì mình đã chọt được hai món rồi, thời buổi giờ là ăn là phải chọt thôi. Đó, bây giờ súp rồi, súp bò, súp gà hay súp gì? Súp miso gì nè. Đây, bây giờ mình muốn mua thêm mấy cái này để mình thử các bạn. Nó có thử cái nào ngon, một cái thử một miếng đi. Tôm đi, con tôm đi. Mấy gà, mấy gà. Cái gì? Cái này cá nè. Rồi, được rồi anh ơi. Rồi miếng gà anh ơi cho nó nữa đi. Lấy cục bự, cục bự. Rồi, thôi đủ rồi. Khi nào ai thích hai nữa đấy phải ăn hết à. Rồi, bây giờ mày lại chỗ ngồi. Trả tiền đây phải không? Soy sauce. Các bạn ơi, sau khi mà đã order đồ ăn của Nhật nè. Đó, bây giờ review để mời các bạn nghe. Mình thấy có bắp nè, nấm nè, này hột gà, trứng. Có măng nữa nè, phải măng không? Nhìn giống măng quá. Trước tiên ăn không biết súp trước rồi. Đây, mời các bạn nha. Rồi, mời các bạn nghe. Mì thì nóng, tại nãy cái mang nó lạnh. Mang cho lạnh hả? Mì là mì ngon. Chứ cái tô này cũng nóng quá trời nè. Dạ, cái mì này mì ngon. Nó có cái mùi sa tế, có mùi măng á. Nếu mà ai ăn măng không được á thì nó hơi khó ăn. Tại vì cái mùi măng mà các bạn biết rồi. Đâu thử miếng coi. Dạ, rất là lạ miệng. Ồ, ngon á. Cái này nó, cái cọng này nó giống như bánh canh của mình á, udon á. Mời các bạn nghe để thử cái món của phó bếp kêu nè. Nó giống y như là hủ tiếu xào mình mà để nước súp vô vậy đó. Thì cái phần xào nó để trên nè. Dạ. Yeah, nó giống như đồ xào. Cái đồ của phó bếp kêu là không có cay, của mình thì nó hơi cay. Bây giờ mình thử tới cái món này nè. Đây, cho ông tránh bếp miếng nè. Cảm ơn. Cái này nó giống như chả cá hả? Chả cá là tàu hủ. Thử á. Ngon lắm. Hồi nãy mình nhìn thấy cái cây nó là thấy ngon rồi. Đúng rồi, nó làm như cái chả cá vậy. Bây giờ mình đi mua một món đậu, món gì ăn giặt cho nó thơm thơm.
Cái này 13 đồng mấy trăm gram. Mua cái gì ăn đừng có bị dơ á. 375 gram. Cái lọt hồi rác rưởi lung khách sạn. Bên hai cái này. Cái này nó đủ thứ nè. Nếu cái lực đánh cho mình vừa vô. Có bánh ngọt nữa nè. Có lấy bia á. Có chai nó vô được hả con? Giờ thôi hai lấy hai phách nữa đi anh. Mấy phách nào phách này hả? Hai phách cô lô làm đấy hả? Ly thôi, lấy ly thôi. Cái hiệu này cái gì đây? Cái của đâu còn riêng luôn hả? Ừ, lấy lại 4 năm lon đi. Nó bán cũng đầy đủ đồ ăn hết trời nữa. Cái cơm hả? Là mình chỉ hâm hâm lên mình ăn theo. Mình chỉ có nước mình chế mì thôi, cái ly nè. Là nó gọn nhất. Dễ quá ha, bán gì cho tao hâm tao ăn luôn. Cái này nó vô cái hộp vậy đó ha, đẹp quá ha. Chào buổi sáng các bạn nha. Bây giờ ngày hôm sau ở tại cái khách sạn Amora nha. Amora. Đó. tối ngày hôm là quá trời sướng luôn, quá trời sang chảnh luôn. Thì bây giờ buổi sáng là Hiển phố bếp đi xuống ăn sáng. Xong xuôi rồi chút xíu nữa mình trả phòng. Thì cái bữa ăn ở tại cái khách sạn này nó có cái gì thì mà các bạn đồng hành cùng Hiển phố bếp nha. Thank you. Thank you. Cái bàn người ta đã chỉ mình ngồi ở đây. 7 người mình, gia đình mình ngồi ở đây. Bây giờ mình qua lấy dĩa mình chọn đồ ăn. Trứng. Trứng à? Trứng ít thôi. Cái một chút là nó nhiều. Cái này cái gì đây? À, trứng luộc. Sục xếp. Mình lấy một miếng thử đi. Đây, sục xếp. Cái này 3 cân. Ồ, 3 cân thì được á. Mình sợ mình gấp nhiều mình ăn hết thôi. Đây cái này khoai tây chiên. Salad, quả này ngon nè. Rau là ngon nè. Đây mình lấy miếng rốt xăng đi. Bên này mình có yogurt nè. Đó đủ thứ hết trơn đó. Rồi trái cây, cam. Bây giờ mình lấy nước cam luôn đi. Rồi, xong rồi. Đây, mời các bạn ăn sáng với Hiển với phố bếp nha. Đây, mời các bạn ăn sáng nha. Ăn sáng với vợ chồng Hiển nha. Thích nhất là món này. Salad. Cái này không phải salad sống mà là nước xào à. Buffet thì nó có nhiều thứ lắm. Tùy theo mình thích cái món nào thì mình cứ chọn thôi. Ở đây nó mở ăn sáng cho mình là từ 6 giờ rưỡi đến 11 giờ. Là sau cái giờ đó bắt đầu nó tới cho cái phần ăn trưa các bạn. Tại cái này nó có chanh dây cho nên nó chua chua, nó ngon. Nó không có phải là ngọt. Cái da bánh này nó làm giống như cái bánh rốt xanh mình ăn khi nãy đó. Nhưng nó chỉ thêm miếng nhân... Cà dế. Cái này mới lạ không? Mấy cái bánh cái loại nhỏ nhỏ này nè, họ tự làm ở đây luôn. Cho nên mình ăn nó vừa nướng ra là nó giòn, nó nóng lên là mình ăn ngon dễ sợ.
Các bạn ơi, thì vừa rồi các bạn đã xem cái hành trình của Hiển Trời Trời Vlog là thay đổi tư duy mà thay đổi thể trạng luôn, từ dưới mà lên cao luôn. Rất là cảm ơn đại gia đình và các bạn đã luôn đồng hành với Hiển Trời Trời Vlog nha. Thì clip đến đây Hiển Hố Bếp xin phép kết thúc ở tại cái trung tâm thành phố Sydney. Nếu mà các bạn có muốn trải nghiệm thì đến đây thử một lần cho biết. Quá đẹp, cái view quá đẹp. Và thì Hiển Hố Bếp xin kết thúc clip tại đây nha. Mến chúc đại gia đình mến yêu có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc của gia đình. Giờ thì xin tạm biệt. Bye bye.